cày à, cày xong mới 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 vun. Như thế này nó vun dễ hơn nhỉ anh? Đúng rồi, vun dễ hơn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Chào các bạn ở đây là cái thị trấn Mèo Vạc của Hà Giang. Ở đây là một trong cái thị trấn rất là nho nhỏ nhưng được rất là nhiều khách du lịch cũng như là những người đi phượt đến đây và khám phá thị trấn. Và các bạn đang xem quang cảnh và bao quát toàn bộ thị trấn Mèo Vạc ở đây rất là đẹp. Ở đây là vào buổi sáng sớm tinh mơ, mình bắt đầu hành hương từ thị trấn Mèo Vạc vào trong chợ tình Khâu Vai. Mình tối qua mình ra thị trấn Mèo Vạc ở đây nghỉ ngơi ở đây. Hôm nay vào buổi sáng sớm tinh mơ mình sẽ tiếp tục vào trong thị trấn Mèo Vạc để khám phá thêm những cái lễ hội, những lễ hội ở trong lễ hội chợ tình Khâu Vai và có những các hoạt động diễn ra ở chợ tình Khâu Vai. Các bạn đang xem ở đây là trên đường quanh co uốn quanh co qua những mỏm núi đá rất là mà hiểm trở. Ở đây các bạn có thể thêm là phải vòng qua vòng lại vòng lên vòng xuống chúng ta mới đến được cái chợ tình Khâu Vai. Đó, các bạn phải vòng lên trên dạ. Vòng như xoắn ốc vậy. Đó, các bạn ở dưới này đây là những cánh đồng ngô của người nhân dân ở đây. Nông dân ở đây trồng những cánh đồng ngô, trồng ngô, cây ngô mọc ở trên những khe đá. Miễn là ở đây có đất ở chỗ nào thì người dân tận dụng là trồng ngô trên đó. Đây là khe đá và mình sẽ vào trong cái thị chợ tình Khâu Vai ở tấp tích đỏ trên bản đồ đó. Đó, các bạn xem đây là những cánh đồng ngô ở đây rất là nhiều. Đó, mình đang vào trong chợ tình Khâu Vai. Đây, mình đang trên đường vào. Chợ tình Khâu Vai này được họp duy nhất vào ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm các bạn ạ. Đó, chợ tình Khâu Vai là một trong những chợ tình rất là nổi tiếng, hay người ta gọi là chợ phong lưu nổi tiếng nhất Hà Giang và mỗi năm chỉ họp duy nhất vào ngày 27 tháng 3 âm lịch. Chợ tình Khâu Vai này là nằm ở xã Khâu Vai, tỉnh Hà Giang và cách thị trấn, cách thành phố Hà, cách Hà Giang là 180 km. Đó, mỗi năm chỉ họp một lần vào duy nhất là ngày 27 tháng 3 âm lịch. Đó. Rất là nhiều khách du lịch đến đây, các bạn xem này, đây là những khách du lịch tận hưởng chụp ảnh bình minh. Đây là vào buổi sáng, bình minh rất là đẹp, không khí trong lành, thiên nhiên cảnh quan ở đây rất là thanh bình và yên tĩnh, không như tấp nập nhộn nhịp như ở thành phố, rất là yên tĩnh đó. Chợ tình Khâu Vai chủ yếu gặp gỡ giữa các đôi tình nhân hoặc những trai gái ở trên bản hoặc là ở phương xa đến đây để giao lưu với nhau. Hoặc là chợ tình này là một trong những cái chợ rất là nổi tiếng. Chợ tình này được bắt nguồn từ một cái câu chuyện về một chàng ba và cô út. Chàng ba này là một người dân tộc Nùng, nhà ở Khâu Vai. Chàng rất là khôi ngô tuấn tú, thổi sáo giỏi nhưng mà nhà lại nghèo. Cô út là một trong những cô tiểu thư xinh đẹp, là một tộc trưởng người Dãy và hai người đã yêu nhau nhưng gia đình của cô út lại không đồng ý vì chàng ba này nhà rất là nghèo và khác dân tộc, không cùng dân tộc, bởi vì là cái người 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 bên dân tộc cô út ấy là khi hai người mà
nên duyên vợ chồng ấy, có nghĩa hai người đến với nhau được ấy, thì người phong tục ở đây ấy, người phải cùng cùng dân tộc thì mới được cưới, được chưa? Không thì không thể đến được với nhau. Đấy, hai người này là khác dân tộc. Đó, có nghĩa là nếu mà theo nói đúng theo 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 như dân tộc ấy thì không cùng một cái, người ta lại không cùng một cái người ta hay còn là không cùng cái con ma ấy các bạn. Đấy, không cùng một cái con ma, có nghĩa là không cùng dân tộc. Đấy, không cùng dân tộc thì nó kỵ, được chưa? Cho nên là hai người này không thể đến được với nhau. Đấy, họ chia tay đúng vào ngày 27 tháng 3 âm lịch, cho nên là người mọi người lấy ở đây là ngày 27 tháng 3 âm lịch hàng năm là ngày tổ chức cái chợ tình khâu vai, hay còn là chợ phong lưu, được chưa? Đó, có câu chuyện nó chỉ ngắn gọn như thế này. Dạ, sau này mọi người tưởng nhớ đến chàng Ba và cô Út. Đó. Đây có rất nhiều khách du lịch. Ở đây có một số bạn của mình ấy đã đến đây trước và họ đã ra về các bạn ạ. Đó. Ở đây là vào lúc buổi sáng, được chưa? Buổi sáng sớm bây giờ mình vào thì một số người họ ngủ ở trong cái chợ tình khâu vai này, cũng có một số nhà trọ các thứ ở trong chợ tình khâu vai mà. Đấy, ở xã khâu vai nên là một số người đã ngủ ở bên trong kia, được chưa? Đó, các bạn có thể ngắm toàn cảnh đẹp ở đây, rất là đẹp, sương mù rất là đẹp mắt. Ở đây các bạn có thể là nhiếp ảnh, hay là các bạn có thể là chụp ảnh hay là gì đó rất là hay. Dạ, khi các bạn đi buổi sáng sớm các bạn cảm thấy nó hơi se se lạnh một chút thì các bạn có thể mặc thêm một cái áo khoác để chúng ta đỡ lạnh hơn. Khâu vai là một cái chương phiên chợ tình nổi tiếng, không có một không hai ở nước ta, thậm chí nó còn độc đáo và hiếm có ở trên toàn thế giới các bạn ạ. Từ chiều ngày 26 tháng 3 ấy, thì theo lịch âm ấy thì khắp nơi người ta đổ về cái chợ tình khâu vai. Những người dân mặc trang phục của dân tộc của mình. Đấy, người Mông thì mặc trang phục của dân tộc Mông. Đó. Có những người là dân tộc ở trên bản này cách xa, rất là xa, thậm chí là qua mấy cái quả núi có thể lên đến chục, thậm chí vài chục km để đến được cái chợ tình khâu vai này rất là sớm. Được chưa? Ở đây có rất là nhiều người, ví dụ như các cô gái, chàng trai, người Mông, người Dao, người Dãy, người Lô Lô, được chưa? Đổ về khâu vai rất là nhiều, mặc những
vai này ấy thì chủ yếu là họp mặt những người mà kiểu như là họ sẽ yêu nhau, họ sẽ đến với nhau, hoặc là những người đã chia tay, hoặc là những người mà họ yêu nhau nhưng họ không thể đến được với nhau. Tóm lại là thế các bạn, họ có thể là đến đây để chia sẻ lại những cái kỷ niệm, được chưa? Đó, những cái kỷ niệm của đôi trai gái đó. Đó, cho nên là cái chợ tình này được họp. Và năm nay cũng là năm họp chợ tình yêu cover này vào 30 tháng 4, 1 tháng 5. Cho nên là tổ chức ngày 27 các bạn đến họp chợ này. Ngày các bạn có thể dừng lại ngày 28, ngày 29, hay 29, ngày 30, ngày 1, đó, 3 ngày chính. Đó, 3 ngày chính và năm nay lại được truyền hình trực tiếp ở trên VTV2 các bạn. Đó, vào ngày tối của ngày 29, rất là hoành tráng đó. Đây thì rất là nhiều đồng ở đây, rất là nhiều ngô ở đây đó, các bạn xem đó, rất là nhiều ngô của người dân ở đây chưa nhở? Đúng rồi, ngô từ tốt quá, xem ở đây là cái ngô đó, chắc các bạn đang xem đây là cái ngô được trồng trên những núi đá. Ở đây là cái những cao nguyên, nó đồi của nó toàn là núi đá như này bạn, tròn những khe đá này, ở đây có thể trồng ngô. Ở đây anh nông nhân đang cày này. À, xem này, đấy, đang dùng bò để cày, để xới đất các bạn. Đấy, mình sẽ xuống đây để xem này. Mình đang ở cái mèo vàng Hà Giang. Đây là mèo vàng. À, đây là con ngô đã. À, bà đang làm cỏ ngô hả bà? Vâng, cháu quay cái này một tí nhá. Vâng. À, đây toàn là đá này các bạn. À, ngô. À, anh đang làm cỏ, à đang vun à? Đang vun ngô nhở? À, đây là vun ngô bằng cày, à cày xong mới vun. Như thế này nó vun dễ hơn nhỉ anh? Đúng rồi, vun dễ hơn. À, cái đất này nó lấn đá nhưng mà nó vẫn tươi xốp lắm nhỉ, vẫn màu mỡ lắm. Cái này nhìn này, wow, con bò bé thế mà khỏe nhỉ. Huấn luyện từ con bé mà. Đấy, các bạn xem đây này. Đó, đây là cái ngô. Núi đá này, toàn là đá. Ngô sen đấy, một cái cây này là gọi là cây gì ta? Đó, các bạn thấy những cao, những ngọn đá này, cao nguyên đá, toàn là đá nhấp nhô này, những ngọn núi cao cao thế này ít khi được trồng lắm các bạn. Nhưng mà đối với một số, tùy theo một số ngọn núi ấy, nó có đất ấy, thì người dân ở đây đa số là vẫn trồng ngô lên các bạn ạ. Vẫn trồng ngô, trồng một số cây lương thực ngắn ngày lên để người ta thu hoạch các bạn ạ.
Ở đây là toàn là đá nhầy, không có đất thì không thể trồng được. Nhưng mà đối với một số ngọn núi thoai thoải mà nó có đất ấy, người ta vẫn trồng, được chưa? Vẫn trồng lên. Cái đất như này ấy, nhưng mà sới nó tươi xốp lắm ạ. Nó cũng không cứng đâu. Cái này mà trồng khoai lang thì hay nhỉ. Nhà anh nuôi nhiều bò không anh? À, hai con à? Ừ. Đủ để cày kéo là được nhờ. Đó, người ta cày qua một cái như này, sau đó người ta mới vun bạn, thì nó dễ vun hơn. Cày qua một cái bây giờ người ta mới vun vào thì nó dễ hơn, chứ mà bây giờ các bạn mà vun luôn cũng được, nhưng mà nó khó bạn. Chứ ở bên kia này, bên kia người ta cũng toàn là trồng rau ạ. À sorry, trồng ngô. Đấy cũng toàn là ngô thôi mà. Ở đây đa số người ta hoạt động sản xuất nông nghiệp là chính. Ở đây người ta, nhà người dân người ta xếp bằng những phiến đá này. Đá nhỏ nhỏ này. Đấy, nhìn xếp như này rất là đẹp, vừa là trang trí đẹp và vừa làm một cái tường rào luôn. Đó. Nhìn nó rất là đẹp. Mình đã thở, mình thấy ở một số ngôi nhà ở bên trên Hà Giang ấy, thì đa số được xếp bằng những hàng rào bằng đá như này. Đó, nhìn nó cũng rất là chắc các bạn. Anh làm đi nhá, em lên trên chơi một tí. Vâng. Đó, bây giờ mình đang tiếp tục trên cung đường vào chợ Tình Khâu Vai. Mình khoảng 8 cây số nữa là mình sẽ đến các bạn. Khoảng 10 cây số nữa. Đó, 10 cây số nữa mình sẽ đến. Ở đây đường đi cũng rất là dễ đi, mỗi tội là ở đường ở đây ấy thì hơi nhỏ một tí, nếu mà tránh ô tô thì nó hơi khó các bạn. Đó, còn xe máy các thứ đi lại rất là dễ đi. Ở đây là toàn là giải nhựa hết rồi các bạn. Đường thì rất là đẹp, không lún mấy, không có ổ gà, ổ huyết. Do cái đường này được làm ở trên cái núi đá cho nên là rất là mà bền, thường là không có những cái hố hiếc, chúng ta đi lại rất là dễ dàng. Ở dưới này gồm có các ngôi trường, ngôi nhà của người dân này, cạnh đường này các bạn có theo dõi lại này. Ở đây trồng rất là nhiều ngô, người dân ở đây trồng ngô, người dân ở đây trồng ngô muộn là do cái thời tiết ở trên này ấy, thì thường là phải qua một cái thời tiết sang độ hè một tí, bởi vì là thời tiết ở trên này nó cũng khắc nghiệt vào mùa đông. Bình thường các bạn ở đồng bằng ấy, thường chúng ta đúng mùa xuân qua Tết một tí chúng ta đã gieo trồng gieo mạ, và trước Tết người ta đã gieo rồi phải không ạ.
trồng ngô, nhưng mà ở đây ta phải đến một cái mùa nhất định, thường là phải vào tháng 3 âm lịch thì thường người ta mới bắt đầu trồng ngô ở đây. Thì dạng như chúng ta ở dưới đồng bằng, chúng ta đã có thể là ăn ngô luộc rồi chẳng hạn. Đó, người dân mới bắt đầu trồng vào những khe đá, người ta tận dụng ở đâu có đất người ta trồng luôn các bạn. Đó, ở đấy toàn là núi đá, không có một cái đất đồi hay là đất phì nhiêu nào cả, người ta tận dụng ở đây. Các bạn xem ở trên này có rất là nhiều những hòn đá đây, đây cao nguyên. Đây được mệnh danh, Hà Giang được mệnh danh là những đồi núi đẹp nhất của Việt Nam. Được tất cả mọi địa điểm ở trong tỉnh cả các bạn. Dạ. Đó, chúng ta lần chúng ta sẽ khám phá hết. Ở đây có rất nhiều người đi bộ, được chưa? Đi bộ hàng chục cây số để đến được cái chợ tỉnh Khâu Vai các bạn. Đó. Ở chợ tỉnh Khâu Vai dưới kia rồi, đây là cái cổng vào chợ tỉnh Khâu Vai. Từ cái chợ tỉnh Khâu, từ cái cổng chợ tỉnh Khâu Vai này xuống dưới kia là vào khoảng 4 cây số nữa là chúng ta đến được cái chợ tỉnh có cái chấm tích đỏ trên bản đồ đó. Đó. Đến đây là chúng ta sẽ đi vào khám phá. Các bạn nhớ xem lại những video ở trên kênh channel của mình để xem lại những video trước đó mình đã đăng nhé. Để có những cái rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Các bạn nhớ đăng ký trên kênh của mình để nhận được những video bổ ích và mới nhất về du lịch khám phá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời.
Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình Food World Travel.